Các ca nhiễm mới virus Zika liên tục được phát hiện trong những ngày gần đây khi vào giai đoạn giao mùa. Điều này đang khiến cho nhiều phụ nữ lo lắng về khả năng bị nhiễm bệnh, đặc biệt là khi công nhân khi trong môi trường sống của họ ẩm thấp, dễ phát sinh muỗi. Những dãy nhà trọ sát nhau, ẩm thấp, vệ sinh môi trường không đảm bảo. Đây cũng là điều kiện để muỗi sinh sản nhanh chóng. Hình ảnh được ghi lại tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội, nơi có hàng trăm nữ công nhân đang sinh sống. Mình biết là về Zika thì có thể lây từ mẹ sang con, cũng gây ảnh hưởng đến não của con, gây dị tật. Bởi vì công ty thì cũng chỉ đặt biển thôi chứ cũng không có tuyên truyền hẳn hay là có như kiểu có lớp ấy à, thì không có, nên là cũng nói chung mình không có nhiều thời gian để quan tâm ấy chị. Em cũng nghe ở trên TV, cũng không hay nghe mấy, nhưng mà cũng nghe qua mọi người nói là có lây bệnh cho phụ nữ mang thai, cũng bị teo não đấy. Ở đây nhiều lúc cũng thấy no, có con nhỏ ở đây nên là em cũng nhiều lúc cũng thấy no ấy. Một số khu nhà trọ công nhân ở các vùng ven, đặc biệt gần kênh rạch, bãi đất trống, cây cối, rác thải rất dễ phát sinh lăng quăng, muỗi, nên nhiều công nhân lo ngại về khả năng bị nhiễm virus Zika tại Hà Nội. Trong khi đó, kiến thức phòng chống cũng như khả năng nhận biết về dịch bệnh này của nhiều công nhân vẫn còn hạn chế. Những cái khu trọ đấy thì thường là sống đông đúc, chật chội, điều kiện kinh tế khó, có những cái vật dụng không sử dụng mà không được thu dọn. Đấy là một trong những cái địa điểm mà dễ cho muỗi phát triển. Thì chính vì vậy mà cũng cần phải tập trung vào cái việc can thiệp hay là tuyên truyền cho những cái người mà sống trong khu nhà trọ như thế để họ có cái những biện pháp chủ động loại bỏ những cái vật dụng chứa nước không cần thiết để loại bỏ lăng quăng, bọ gậy cũng như là diệt muỗi. Mặc dù các tỉnh phía Bắc chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm virus Zika, tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám và siêu âm định kỳ để giúp chẩn đoán sớm biến chứng đầu nhỏ ở thai nhi, đặc biệt là từ tuần 16 đến tuần thứ 22 để đo cấu trúc hệ thần kinh. Để chúng ta biết tính tốc độ phát triển của đầu, nó phải theo một cái lịch trình rất chặt chẽ. Thông thường là siêu âm 1 tuần, hoặc là 2 tuần, hoặc là 3 tuần, tùy theo tuổi thai. Ví dụ trong vòng 16 tuần đầu thì siêu một tuần một lần, nhưng trong vòng 28 tuần tiếp theo thì siêu 2 tuần một lần. Nhiễm virus Zika chỉ tạo ra triệu chứng nhỏ, nhưng di chứng của nó rất khó lường. Ngoài ra, những nghiên cứu mới đây cũng cho thấy có sự liên quan giữa virus Zika với hội chứng Guillain-Barré, một tình trạng mà hệ thống miễn dịch tự tấn công các dây thần kinh sau khi nhiễm virus, gây nên yếu cơ và liệt.